này, chị Ngọc Anh ơi, chị giỏi thật đấy. Cái bài toán ở trên báo tường ấy, để đấy bao nhiêu lâu không ai giải được, anh Tuấn cũng không giải được. Thế mà chị làm phát ra ngon ơ, chị xuất hiện ở trường hơi bị giỏi đấy. Thế là từ giờ nhá, hộ con gái nhà nghèo bọn mình có thêm Ngọc Anh nữa, xong chị này, Thảo này, ui giời, toàn hot girl đó, vừa xinh vừa giỏi thôi. Trời, này, chúng mày hot girl cái gì? À, một đứa thì xuê, một đứa thì tổ, còn cái đứa mới đến thì cứ ngáo ngơ như kiểu người dại ấy. Này anh Hiếu, em không tổ, em lớn rồi. Ừ, nói hết tổ rồi chúng mày ạ. Hôm trước nhá, bố tao dẫn tao với nó đi xem chiếu bóng ở sân ủy ban xã. Đấy, đang xem phim, phim hay lắm. Đến đúng khúc giữa nha, ui dồi ôi, nó đứng phát dậy nó về. Mình nghĩ trong đầu là, nó giận dỗi gì mình à? Mình có trêu gì nó đâu nhở? Mình đang xem phim à? Thế là tao mới dồn theo nó, tao bảo là, Thảo, phim đang hay sao mày về? Xong rồi mày biết nó trả lời như nào? Anh Hiếu nhá. Trời ơi, ông cả nó cũng cả đấy. Nó bảo tôi là ấy, anh không nhìn thấy màn hình ghi 3 năm sau à? Bây giờ về 3 năm sau quay lại xem chứ, bây giờ ngồi đấy bao giờ cho hết 3 năm. Anh Hiếu nhá, em làm gì biết á, 3 năm trong phim dài 3 giây. Anh cứ chê em đi, sau này em lớn em nhiều tiền nha, anh khắc sáng mắt ra. Ôi trời ơi, tao đang đợi để sáng mắt đây nha. Cái ngữ như mày ấy, hậu đậu, ẩu đoảng, làm trước quên sau, xong rồi bạ đâu bỏ đấy, bao giờ mới khá lên được. Anh Hiếu. Đấy, nó bắt đầu nó không quay được, nó chuẩn bị dở cái tuyệt chiêu gọi là nước mắt cá sấu ấy. Đấy. Em không chơi với anh nữa, em về trước. Ôi trời ơi, này, mày về trước đi nhá. Xong rồi bố sai đi mua đá nhà bà Sinh ấy, mày đừng có bảo anh đi cùng. Gần nhà bà Sinh có con chó đẻ ghê lắm. Em chả sao. Thầy Hiếu ơi, ông đúng là có đam mê chơi em gái đấy. Ôi trời, ai chả có đam mê. Như tôi nhá, tôi đam mê chơi con thỏ nhà tôi. Ông ấy đam mê làm con gái. Thế nhưng mà đam mê mấy cái trò quái thai dị dạng với lại kiểu mách lẻo hứt lẻo ấy. Thế còn, thế còn Ngọc Anh, mày đam mê cái gì? Em đam mê á? Em không biết. Ôi trời, mày điên à? Đúng là học sinh cá biệt. Như tao nhá, tao tuy học sinh cá biệt nhưng mà tao vẫn rõ ràng mục đích là mình đam mê cái gì. Đấy. Không phải, em đam mê nhiều cái quá nên em không biết nói ra cái nào. Ví dụ nhá, như khoa học, hội họa, âm nhạc và những thứ viễn tưởng, người ngoài hành tinh nữa. Sao nhiều thế nhỉ? Đấy, nhiều thấy chưa? Người ta đam mê phải đam mê như dưới tầm cao thế chứ nhỉ? Ngọc Anh được ấy, đi về đi. Đi về đi. Mà nhá, nay khối em được giao bài tập tổng quan đã rõ là dài, chắc phải 2 ngày em mới làm xong mất. Không, chưa, tôi tranh thủ 20 phút là xong. Trời, Hiếu ơi, đấy, học sinh cá biệt đấy. Xem lại ông em xem có khác không? Dạy tôi, đi về đi về. Đứa nắng, tao lao. Tôi về làm có 2 phút rồi. Nhiều đồ thế nhỉ? Anh Hiếu! Anh Hiếu, anh vẫn chưa dọn phòng à? Em nhá, em dọn phòng sạch bách trong vòng một nốt nhạc. Mày dọn kiểu gì mà xong nhanh trong vòng một nốt nhạc á? Đừng có mồm điêu. Thật, em dọn nhanh lắm. Em điêu anh làm gì? Thật á? Phải điêu rồi. Như phòng tao nhá, tao tính sơ sơ cũng phải khoảng tiếng mới dọn xong. Làm gì mà dọn nhanh thế được? Hay không bây giờ mày thử làm mẫu tao xem nào. Anh cứ không tin em nhở? Đây nhá, em làm cho anh xem. Đây nhá. Ôi trời, này, làm gì đấy? Em dọn dẹp. Ôi trời, mày dọn như kiểu đấy á? Thì em dọn kiểu tốc biến. Đấy, thế nên nhá, phòng em ạ, dọn sạch trong vòng một nốt nhạc. Ui giời ơi, mày dọn như kiểu đấy à? Hả? Dọn kiểu đấy nhá, là dọn kiểu bố láo nhá. Tao nói cho mày biết này, làm ăn là phải đến nơi đến chốn đó. Mày làm kiểu đấy nhá, ma xó thấy hết đấy. Ma xó anh? Đúng rồi, ma xó nhá, là một loại ma lúc nào cũng ở trong nhà mình. Đấy, nó sẽ theo dõi từng cử động của mày. Mày làm việc tốt không sao, mày làm theo cái kiểu tốc biến này nhá, nó sẽ... Anh đừng có bảo dọa em về phòng em dọn lại phòng đây. Ôi dồi ôi. Này, làm việc cho đoàn hoàng vào, lúc nào nó cũng theo dõi mày đấy. Anh Tuấn ơi, em kể cho anh một chuyện này nhá, hôm nay trên lớp em có chuyện hay cực luôn. Chuyện gì? Lớp em ạ, một con trai nó phát hiện ra số điện thoại có ma, chúng nó gọi hết năm trước ra chơi luôn. Ôi, cái gì? Ma hả? Vâng, anh sợ à? Mà anh có tin là có ma thật không? Anh có, làm sao mà bên đây không sợ ma được. Mà thôi, nhắc đến chuyện khác đi, chứ không anh sợ. Vâng, thế em kể chuyện khác cho anh nghe nhá. À, hôm nay em bảo mẹ em là, mẹ ơi, con thèm ăn cá kho. Thế là mẹ em ra chợ nhá, mua một con cá trôi to đùng. Xong mẹ em thuê người ta mổ luôn. Lúc mổ ra nhá, mới phát hiện ở trong bụng con cá ấy, có một ngón tay. Hóa ra nó đã ăn ngón tay của một người chết trôi. Ui, mày nhá, mày đừng có trêu tao nhá, mày cả chuyện khác đi. Mày mà cả chuyện đấy nữa, tao không đi mày nữa đâu, tao bà đấy.
Thôi em còn chưa anh cơ. Mà anh cũng buồn cười thật đấy. Anh bảo em là không kể chuyện ma, em không kể chuyện ma mà, em kể chuyện kinh dị nhờ. Mà bây giờ anh đi về nhá. Khu nhà em này, chỗ cái Ngọc Anh trọ này cũng mất điện. Bây giờ anh về nhá. Đến tối trời tối om mà nó vổ rồi. Ôi giời. Anh đi của em thì anh đi về đi. Về đi. Trời ơi, tao khổ quá mà. Mà con Duy nhá. Mày cứ dọa anh đi, anh mà không tao đây mày đi mà dỗ. Trời ơi, chưa. Đi, sang nhà Ngọc Anh rủ đi chơi. À đi. Anh Tuấn, sao đi đường đấy? Đi đường này mà. Mày điên à? Đi sang Ngọc Anh chả đi đường này, đi đường này làm gì? Đi đường này, đi qua Nghĩa Trang tí nhiều ma nó mới nhanh. À, mày đừng dọa tao à? Tao không chơi với mày nữa, tao đi về. Thôi. Đi đường anh bảo được chưa? Tao không đi nữa, tao dối rồi. Thế anh dối anh đi đâu? Tao á? Tao đi tìm thằng Long Tổ cho nó đấm. Tao thả để nó đấm còn hơn bị mày dọa ba. Thế anh đi đi. Nhà anh Long Tổ thì ở gần ngã ba. Mà ngã ba có cây đa anh ạ. Thế các cụ bảo là cây đa có nhiều ma lắm. Ôi giời ơi. Thế bây giờ sao nhà Ngọc Anh đi đường nào? Chỉ đây đi đường này này. Đi đường này nhá. Vừa không có cây đa, vừa không có bãi tha ma. Ôi giời, hết rồi. Ôi giời ơi. Cứ hôm nào thằng Hoàng đi chơi nách nhá, là hôm đấy tao khổ. Mày chuyển hướng từ trêu thằng Hoàng sang trêu tao. Anh đi nói gì? Trời đấy, chúng mày thấy không? Đấy, nhà tao thuộc dạng đẳng cấp chứ. So với nhà tao nhá, nhà chúng mày tắt điện hết. Mùa hè tắt điện luôn phiên. Nay nhà tao mất thì hôm sau nhà mày mất, có gì mà oai. Nhưng mà thôi, cũng nhà mất điện á, bố mẹ em mới đồng ý cho em sang đây chơi, với ngủ lại luôn đấy. Mà hôm nay có trò gì chơi không mọi người? Có, đó là thi xem ai học bài lâu nhất. Mày điên à? Nghe mày nói xong á, cầu giao nhà tao nó muốn học luôn đấy kìa. Buồn cười ấy nhỉ, ông lại lười rồi. Tôi nhá, tôi là muốn tốt cho mọi người thôi. Chứ tôi làm bài tập hết rồi. Nào, anh với cả thằng Hiếu học ở đây. Còn ba đứa chúng mày sang phòng cái tảo học nhá. Học xong muốn chơi gì thì chơi nhá. Thế nhưng mà... Nhưng cái gì hả? Thì nhanh, ba đứa. Ở đây chơi đi, học anh đi. Này, ông có biết cái câu mà người ta hay nói không? Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, nghĩa là như thế nào? Có gì mà tôi chả biết câu đấy. Tôi còn biết luôn là nhá, gần ông tôi đen như mực. Đấy. Này, tôi là đèn nhá. Tôi có trách nhiệm bảo ban ông tốt lên. Lấy sách vở ra học, nhanh. Đi mà. Đấy, 10 giờ rồi. Bảo học tí không chơi, ông bắt tôi học đến đêm rồi. Học thật đấy. Thì học xong đi ngủ luôn. Thôi, đi ngủ đi. Đi ngủ ngủ đi. Đi giỏi ơi. Tưởng được hôm chơi vui, ai ngờ sang bắt học nổ đầu. Ôi giời ơi, tôi thề nhá. Hôm sau tôi sang nhà ông, tôi không bắt ông học nữa, được chưa? Tôi thề, bây giờ đi ngủ đi. Nó kiểu cả mãi thôi. Không, ma xó à? Để tỏi ở đây nhá, đố làm gì được mình đấy. Nóng thế nhỉ? Nóng thế nhỉ? Chắc là mất điện hay sao á. Này, không phải ma đâu. Cái ba con giặc giỏi ấy. Giỏi ơi. Này, nửa đêm ấy, chúng mày sang đây làm cái gì hả? Tóc thì xõa, xong rồi tay lại cầm nến nữa chứ. Trông khác gì má chơi không? Cái mất điện thì lo cho phải cầm nến. Thì chúng mày cứ ngủ đi. Sao mày làm cái gì? Sao làm gì? Thì mất điện nóng quá bọn em không ngủ được. Mà em có trò hay lắm, bọn anh chơi không? Trò hả? Có. Thế xong phòng cái thảo đi, bọn em chuẩn bị hết rồi. Đi, tối đây. Này, thế nhưng mà mất điện tối om khuya thế này thì chơi cái gì? Đi sang gọi vào số điện thoại Mai anh ạ. Mất điện như này xong đêm nữa, ui, trong quỷ lắm đấy. Không, tao không chơi đâu. Không á, không thì kệ anh chứ. Đi anh Hiếu ơi, sang chơi bọn em, kệ anh Tuấn. Được. Thế Tuấn này nhé, tao đi chơi. Không, nhìn cái phòng mày như ổ chuột thế nào? Mày dọn dẹp kiểu gì đấy? Hả? Mày nên nhớ nhá, ma xó lúc nào cũng theo dõi mày đấy. Không có đâu, anh đừng có mà. Cái gì á? Ma xó ở đâu? Ma xó chỗ nào? Sao lại có ma xó? Ở chỗ nhà ấy em. Ma xó, ma chết oan. Nó ở xó nhà và
Thế những con bóng? Ê ơi, tao không chơi nữa, tao phải. Còn về nhá, hôm sau tao gặp thằng Hoàng, tao bảo nó mách lẻo cái chuyện mày với cả thằng thùng rác biết đi sáo, cho mày chết. Ừ, em sợ quá. Mà nhá, bây giờ về nhà, bên phải là bãi than ma, bên trái là ngã ba của cây đa, con ma mới mãnh ngôi. Sao nó rủ đi chơi chứ về nhà nào được? Mày quá đáng vừa thôi, tao sắp không chịu được mày nữa đâu đấy. Thôi được rồi, Tuấn này, mày sợ cái gì? Ngồi đây nhá, ở đây có tao rồi, hiểu không? Mày sợ quá xón ra quần nhá, tao cho mày mượn cái quần khác. À, yên tâm, đó, tao có đưa số điện thoại mà đâu, gọi đi. Lần đầu tao nghe thấy cái chuyện này này. Chờ. Ui rồi ôi, đừng có gọi mà. Gọi đi. Hiếu ơi, ông ơi đừng gọi, tao sợ lắm. À, đi trong mày tắt đi, tao sợ. Thôi nhá, em thấy anh Tuấn sợ quá, chắc không ổn đâu. Nếu tắt, các người sẽ bị nguyền rủa suốt đời. Hãy làm theo tao mới được yên ổn. Chị Nhung ơi, tắt đi chị Nhung ơi, sợ sợ quá chị Nhung ơi. Sợ cái gì? Kệ, để im xem yêu cầu cái gì. Ôi dồi, cái con quái thai này. Mọi hôm thằng Hoàng nó kêu gào về mày, tao không tin. Hôm nay tao mới tin rồi đấy. Tắt đi. Ôi dồi, ôi ghê quá. Em cũng hơi sợ, nhưng mà kệ. Để im xem con ma nó bắt mình làm gì. Ôi dồi. Alo ma ơi, bây giờ chúng tôi phải làm gì mới được yên ổn? Các người phải gửi cho ta một dãy số gồm 13 chữ số. Trong đó tổng giá trị của các dãy số bằng 500.000. Thời gian của các người là 20 phút. 20 phút bắt đầu. Ôi dồi, ôi Tuấn, Tuấn rồi, Tuấn, tính đi. Ông đây là đang căng thẳng này, tính kiểu gì? Ôi dồi ôi, căng thẳng cũng phải tính đi. Không tính nữa đâu, tắt máy đi là xong mà. Anh Tuấn ơi, chết rồi. Nãy con ma bảo là nhá, nếu mà anh tắt đi á thì cả lũ sẽ bị nguyền rủa suốt đời. Bây giờ anh tắt rồi làm nào? Chết tao rồi. Không sao đâu, gọi điện thoại nữa mà. Nhung ơi, Nhung ơi, mày bảo ấy, mày không sợ mày đi ra ngoài xem bọn tao gái. Anh làm mà, nãy thôi, bây giờ em hơi sợ rồi, anh đi mà tao. Anh Hiếu ơi, có khi nào em để tỏi vào xó nhà, xong rồi con ma xó nó tức quá, nó đến bắt anh em mình không? Cái gì? Xó nhà hả? Đâu? Đâu? Sao không thấy? Kia, em để xó kia kìa. Đâu? Không thấy mà. Hả? Chưa chết rồi, kéo con ma xó ăn tỏi của em rồi anh Hiếu ạ. Ôi dồi, tỏi đây, làm gì có ma nào ăn tỏi. Dạy ơi, mày lấy bao giờ đấy? Nãy tao sợ quá tao lấy luôn. Ui giải ấy, thế trả lời sớm mới giải hết cá mình. Thật á, là người không phải ma đâu. Trả lời rất là cái gì? Chúng mày làm gì mà đêm hôm đây la om sòm thế hả? Ui giải ơi, bố làm cái gì mà mặc áo mưa với cả đội nón ghê đấy. Mưa gió bố ra xem lan thế nào, không sợ dập hết lan. Thôi mấy đứa cứ đi ngủ đi nhá. Vâng vâng. Bố lại quả vỡ tìm gặp chết. Nước gì đấy nhở? Mày không phải người. Ôi trời, chúng mày chẳng chỗ nó sợ quá nó đái ra quần chúng mày ạ. Giải không phải. Tại chúng mày hét to quá nên là tao giật mình nó mới chằn bờ đê. Ơ cái thằng yếu đuối. Thế mà gọi. Làm nào bây giờ? Các anh ơi. Tuấn này, mày giải câu hỏi của nó đi. Cái câu hỏi mà dãy số 13 số tổng 500.000 ấy giải đi. Ôi tao chịu, giờ này tao chịu đốt. Ôi giời, thế thì làm nào bây giờ? Chị Ngọc Bách, chị không sợ à? Các người đã hết thời gian, mau giao cho ta 13 chữ số có tổng là 500.000. Không tất cả các ngươi sẽ có một kết cục bi thảm. Này, trò lừa thẻ điện thoại cũ rích rồi nhá. Chúng mày đừng hòng lừa được bọn tao. 13 chữ số, tổng 500.000 là thẻ đạp điện thoại chứ gì. Đừng hòng lừa được bọn tao, không có đâu sói ạ. Ôi, nó tắt máy rồi kìa chúng mày. Ngọc Anh, sao mày biết đấy? Mọi người chưa gặp kiểu lừa này bao giờ à? Chưa, lần đầu thấy đấy. Ở tương lai em, chỉ trẻ con mẫu giáo mới bị lừa như này thôi. Này, anh hỏi thật mày nhá, mày không sợ ma à? Thật sự không có ma mọi người ạ. Có thể mọi người không tin, nhưng đến năm 3000, người ta đã chứng minh được là không có ma. Ôi, cái gì? Năm 3000 á? Vâng, đúng rồi. Ôi,
Thế bây giờ mới là năm 2021. Nghe mà thì Ngọc Anh biết chả nói sớm. Làm từ nãy giờ gào rát hết cả cổ rồi. Hả? Em tò mò muốn xem mọi người chơi như thế nào. Ôi trời. Đấy, em bảo rồi, làm gì có mà. Ôi giời, thế mà nãy sợ ghê thế. Anh buồn cười, em thấy mọi người sợ thì em sợ cùng cho vui. Ôi giời. Ê, tôi đi, tôi đi. Đấy là hết sợ ma. Thôi, dọn dẹp xong đi ngủ đi. Anh với cả thằng Hiếu sang kia ngủ đây. Ma mà anh kiểu gì á, chả sợ thế nào, hóa ra lừa thẻ điện thoại. Thôi đi về. Hiếu ơi, cho tao mượn cái quần nhé. Ôi giời ơi, ôi đồ đã tè, đã sợ bên rồi.